Thông tắc cống ngạt tại nhà dân thành phố Vũng Tàu. Đường ống đang bị ngập nước. Tràn ra mấy ngoài. Xôi thí trong họ, ở trong đó. Không, anh này muốn quay tư liệu. Rồi, gáp đầu dây vô. Gáp đầu dây vô. Không ngay tại con kênh luôn nha các bạn. Thank you.
Nhiều anh, ok anh. Rồi, cái khối nó mới đẩy không cho nó nè. Rồi lại đầu đéo chạy ra mà. Không nè, bây giờ cái thùng nó mới chặn được. Tù, nó trong thùng đi chứ. Rồi mới thùng đó. 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 Trong thùng nó chảy ra luôn. Trong thùng trong nhà. Chơi 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 qua. Thì đây là cho cái đất nó thùng ra nè. Đó, nước trong hầm nó chảy ra quá trời luôn á. À, trong hầm nó chảy ra quá trời luôn á. Con chả lấy ngôi sữa là hầm.